Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách chèn cái link SCJ quảng cáo vào cái web blog. Đây, như cái này mình đã chèn rồi. Mình giọng này đang bị như họng nên là các bạn thông cảm. Thì để làm điều này thì các bạn phải có blog nhé. Sau đó các bạn vào cái SCJ.vn để các bạn đăng nhập và đăng ký tiếp thị liên kết. Và khi chúng ta đã đăng ký được chiến dịch nhà mạng quảng cáo nào, kinh doanh nào thì chúng ta quảng cáo mặt hàng sản phẩm đó, thì khi mà khách hàng mua link rồi cũng như là thành công ấy, thì nhà bán hàng sẽ chia phần trăm hoa hồng cho mình. Ở đây như cái chiến dịch của Lazada thì mình đã đăng ký và vẫn chờ duyệt rất là lâu. Thì để làm điều này thì khi phần chiến dịch của bạn đăng ký thành công thì bạn vào, bạn kích vào bất kỳ một sản phẩm nào các bạn tạo link chiến dịch và chúng ta có chúng ta chèn vào blog luôn. Đây mình ví dụ thời trang nữ đây. Chúng ta vào công cụ và đồ đạc link. Chúng ta dán link vào đây. À, tạo link rút gọn. À link này chắc có bị sai rồi. Đã còn lại đó, chúng ta có cái link rút gọn này bên trên cho nó ngắn thôi, cho nó nhìn nó đỡ kinh, và chúng ta dán vào bàn ốc. Thì để dán vào đọc thì chúng ta vào cái layout, chúng ta add get. Tôi có cái mẫu này. Chúng ta add thêm mẫu là tên bạn là Zara Cao Thị nữa. Ở giữa hai phần nháy này là cái link rút gọn thì chúng ta dán vào. Tiếp theo là chúng ta copy địa chỉ hình ảnh ở tất cả từ HTTP trở xuống đến JPG và PNG ở trong cái phần hai dấu hai nháy là chuột phải và hình ảnh, chúng ta sao chép địa chỉ hình ảnh. Chúng ta dán vào và chúng ta new. Đặt tên tiêu đề quảng cáo đó.
bạn cứ làm theo cái video hướng dẫn đi nhé, vì cái giọng mình nói nên là nó đang bị khàn tiếng nên là có thể các bạn khó nghe, mong các bạn thông cảm. Mình lấy cả đi. Cái này thì chúng ta có thể chỉnh sửa, chúng ta lại thay cái liên kết khác hoặc địa chỉ hình ảnh sản phẩm khác, chúng ta thay thoải mái. À, tụi em đang đi phép họ giờ nó vào rồi. Thì thêm một cái sản phẩm nào khác đi. Gối massage đi. Có mẫu đó. Là có mẫu như con tay mà thôi, tạo link đã, copy link và tạo link rút gọn. Thay cái link bên trên này vào và tiếp đến là địa chỉ hình ảnh. Tiêu đề với massage hồng ngoại tặng kính mắt. Tên không dấu này chúng ta bỏ đi, nó dễ nhìn. Ok, và chúng ta lưu lại. Giờ chúng ta xem. Đó, nó đã lên rồi. Khi mà khách hàng hoặc những bạn đọc, bạn kích vào đây mà các bạn mua hàng thì các bạn được chia sẻ phần trăm hoa hồng. Ok, trên đây là mình hướng dẫn các bạn về chèn link vào web blog để tiếp thị liên kết cho cái SCJ Việt Nam. Chúc các bạn thành công, và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cũng như chia sẻ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào các bạn.